Kính thưa quý vị, vậy là ngày Quốc hành 30 tháng 4 nay lại trở về với chúng ta. Trong bối cảnh tại Việt Nam, bạo quyền cộng sản đang ra sức đàn áp quy mô các vị lãnh đạo tinh thần, các nhà đấu tranh dân chủ, các công nhân đình công và các dân oan khiếu kiện. Một nỗi đau buồn rộng lớn bao trùm từ quốc nội ra tới hải ngoại, phủ lên tất cả dân Việt chúng ta. Nỗi đau buồn đó chẳng đơn thuần là nỗi thương nhớ quê nhà hay nhung nhớ thân thuộc, đang ở bên kia bản cầu trùng khơi vàng dầm, nhưng là một nỗi đoàn trường thấm thía vì những lý do như sau. Một làn sóng đỏ từ miền Bắc đã ngập tràn xuống miền Nam. Chỉ một thời gian ngắn, toàn thể dân tộc đã phải quằn quại trong cái gọi là xã hội chủ nghĩa, với ba thành tố: một chủ nghĩa phi nhân sai lạc, một chế độ gian dối bạo tàn và một chính đảng độc tài sắc máu. Thành tố thứ nhất, tức cái chủ nghĩa phi nhân sai lạc mang tên học thuyết Marxist, khởi sự hoành hành trên cả nước. Bao nhiêu giá trị văn hóa, đạo đức cao đẹp ngàn đời vốn đã được tổ tiên chúng ta xây dựng và bồi đắp nhờ sự trợ lực của các tôn giáo, nay bị thứ chủ nghĩa lai căng tồi tệ đó coi khinh xóa bỏ. Gia đình, tôn giáo, tổ quốc chỉ còn là những khái niệm vô nghĩa và bị thay thế bởi đảng, đoàn, lãnh tụ, giai cấp, quốc tế vô sản, thế giới đại đồng. Luân lý truyền thống phải nhường chỗ cho cái gọi là đạo đức cách mạng. Lòng nhân ái, đức bao dung, nghĩa đồng bào, tình từ dân tộc bị phê phán là ủy mị hèn yếu. Hậu quả là trí óc và tâm hồn dân Việt chúng ta tại quốc nội đã dần dần bị đầu độc. Tình người trở thành thiểu vắng, sự tương trợ trở nên hiểm hoi, lương tri hóa ra mờ tối, quả tim chẳng còn bé nhầy và nền giáo dục ngày càng suy đồi. Đó là sự tàn phá tâm linh cách ghê gớm của chủ nghĩa Marxist phi nhân sai lạc. Thành tố thứ hai là cái chế độ gian dối bạo tàn mang tên chế độ xã hội chủ nghĩa. Tinh thần xã hội mỗi người vì mọi người chẳng thấy đâu, một chỉ thấy ốc cá nhân nàng bè phải mặc sức hoành hành. Xã hội Việt Nam biến thành một chờ đời chỉ biết cạnh tranh, là ai nấy hầu như đạp lên nhau mà sống, biến thành một trường dày nói dối khổng lồ, mọi người hầu hết phải tìm đủ kiểu luồng lách điều cản thỏa hiệp để cho được việc. Tham nhũng hối lộ trở thành chuyện bình thường, đàn áp bóc lột xảy ra như cơm bữa. Cán bộ viên chức trở thành những ông trời con tham lam và gian dối. Công an cảnh sát trở nên những hung thần mù quáng và tàn bạo. Chính quyền chủ yếu bóc lột nhân dân, lừa gạt quốc tế và khai thác đồng bào hải ngoại. Luật pháp chủ yếu để đàn áp người lương thiện. Kẻ yếu thế không tiền bạc trở thành bơ vơ bị gạt ra bên lề cuộc sống, hoặc vất vưởng đầu đường xó chợ, vật vã trước cửa quan im lìm, hoặc bị bóc lột bởi công ty ngoại quốc, bị khai thác tình dục và sức khỏe bởi chủ nhân nước ngoài. Đó là sự tàn phá xã hội cách ghê gớm của chế độ bạo tàn gian dối. Thành tố thứ ba là cái chính đảng độc tài sắc máu mang tên Đảng Cộng sản. Từ ngày được thành lập bởi tên tội đồ dân tộc số một là Hồ Chí Minh, đảng chính trị đó đã biến cả đất nước thành một nhà tù lớn bao gồm vô số nhà tù nhỏ. Việt Nam cũng có quốc hội, tòa án, chính quyền như ai, nhưng không phải là chế độ tam quyền phân lập mà là tam quyền phân công theo sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Các quyền lực khác như cảnh sát, quân đội, báo chí, truyền thông nói chung đều trở thành công cụ sắc máu và vô lương tâm.
thậm chí các tôn giáo, các chức sắc tôn giáo cũng bị thuần hóa, quốc doanh hóa một phần để trở thành nô bộc im lặng và ngoan ngoãn. Mọi người dân trong nước bị đảng Cộng sản xem như con cái để buộc phải vâng lời, xem như con ở để sai bảo bóc lột, xem như con vật để bịt miệng giam nhốt, xem như con nợ để bán cho nước ngoài, và xem như con tin để thương lượng với quốc tế. Nhân dân và nhất là giới trẻ bị nhồi sọ để chỉ còn xem đảng Cộng sản như đấng tương phản chân lý, đấng chỉ dạy đạo đức, đấng thông ban ân huệ. Nó giống việc ngàn năm kiêu hùng, muôn đời đứng thẳng, chiến thắng hết mọi kẻ thù, nay như phải cúi đầu quỳ lùi đảng Cộng sản độc tôn và độc ác. Đó là sự tàn phá dân tộc cách ghê gớm của cả chính đảng sắc máu và độc tài. Kính thưa quý vị, nỗi đau sâu thẳm của chúng ta trong ngày quốc hận hôm nay chính là đó. Nỗi nhục lớn lao cho dân tộc chúng ta trong mùa quốc hận này chính là đó. Chứ không hẳn là nỗi buồn nhược tiểu, nỗi nhục đói nghèo như bao nhiêu nước thuộc thế giới thứ ba. Nỗi đau và nỗi nhục thấm thía này càng gia tăng vì trong những năm gần đây, bào quyền Cộng sản đang tìm cách ngăn cản, trấn áp, trả thù những con dân can đảm tại quốc nội lẫn hải ngoại, cách cá nhân hoặc tập thể, quyết liều mình để rửa sạch nỗi nhục, xoa dịu nỗi đau mà mẹ Âu Cơ, quốc tổ Hùng Vương và bao anh hùng dân tộc đồi mồ sống lại cũng không thể hiểu nổi và ngờ nổi. Trong giờ phút linh thiêng này, khi cùng nhau tưởng nhớ những con dân đất Việt đang ở dưới suối vàng, đang sống trong tù ngục, đang bị dốt tà gia, hay đang cạnh lưu đày viện xử vì lý tưởng tự do dân chủ, chúng ta hãy nhủ lòng đừng để những hy sinh đó ra vô ích, những tiếng kêu đó bị đè bẹp, những phần đời đó bị quên lãng. Chúng ta hãy biến niềm đau chung thành sức mạnh tổng hợp, nỗi hận chung thành mối dây liên kết, để cùng chung tay thực hiện đại cuộc xây dựng một nước Việt Nam đa nguyên đa đảng, dân chủ nhân quyền, trong đó sẽ ngự trị chân lý, công bình, tình thương và tự do. Chúng tôi xin trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả quý vị. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả quý vị. Đêm thế giới đang dồn một lần trên đất nước tôi gọi Việt Nam. Đêm bát ngát những khu trại giam, đời thanh thang thu hẹp dần dần. Đêm em bé lên mời cùng gần anh chiến sĩ gốc biệt đồng quân. Đêm thiếu nữ áo đơn tạm thu ngồi kề vai gái giang hồ lao. Đêm đầu tố và thủ tiêu, đêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu, người chết nhanh người phát điên. Đêm cáo chung tự do quyền, đêm như buốt phang bằng chảy vồ, vang tiếng thét sau cùng tự do. Đêm có tiếng súng sau trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng. Đêm thế giới đang dồn một lần trên miếng đất đã thừa lầm than. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong là Việt Nam nước tôi buồn thênh. Người chết nhanh, người phát điên. Đêm cáo chung tự do nhân quyền. Đêm như buốt phang bằng chảy vồ, vang tiếng thét sau cùng tự do. Đêm có tiếng súng sau trại giam, người tù binh chết bên bìa rừng. Đêm thế giới đang dồn một lần trên miếng đất đã thừa lầm than. Đêm chút xuống hố sâu diệt vong là Việt Nam nước tôi buồn thênh, là Việt Nam nước